Có nguồn tin cho biết, đêm nay có một buổi đấu giá từ thiện do tập đoàn tài chính toàn cầu tổ chức. Thiếu tá Nguyễn An An, đội trưởng đội đặc nhiệm. Mày lo quần này cho anh. Dạ. Linh ơi, Linh. Nhớ giữ liên lạc với anh, không được tùy anh nào.